của thôn. Kính thưa các anh chị em diễn viên của đội văn nghệ thôn Đồng Mỹ và các thành viên đội dưỡng sinh An Lạc, kính thưa toàn thể bà con nhân dân trong thôn, được sự nhất trí của ban lãnh đạo thôn nhà để kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Câu lạc bộ dưỡng sinh An Lạc và đội văn nghệ thôn Đồng Mỹ long trọng tổ chức buổi giao lưu văn hóa văn nghệ chào mừng 47 năm ngày giải phóng miền Nam và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Về dự đêm giao lưu văn hóa văn nghệ của thôn nhà, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đình Khích, bí thư chi bộ trưởng thôn, và các ông các bà trong ban chi ủy của thôn, các ban ngành đoàn thể trong thôn có mặt đông đủ cổ vũ động viên phong trào văn hóa văn nghệ của thôn nhà. Đề nghị tất cả cho một tràng pháo tay nhiệt liệt chúc mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu có ông Vũ Đình Năm, chủ tịch hội người cao chục tuổi, thay mặt cho mặt trận tổ quốc thôn nhà và ban lãnh đạo của đội văn nghệ của câu lạc bộ dưỡng sinh An Lạc cùng toàn thể anh chị em thành viên của câu lạc bộ dưỡng sinh An Lạc và đội văn nghệ có mặt đông đủ về tham dự và biểu diễn chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ. Đặc biệt tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện cổ vũ hết sức đông đảo và nhiệt tình của bà con nhân dân thôn nhà đã bất chút thời gian về nhà văn hóa của thôn để cổ vũ động viên và thưởng thức các chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn của chị em chúng tôi. Đề nghị chúng ta luôn phát tràng ngón tay nhiệt liệt chúc mừng để thể hiện tình cảm và tấm lòng và thường xuyên quan tâm đến câu lạc bộ dưỡng sinh An Lạc và đội văn nghệ. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đình Khích, thay mặt cho lãnh đạo thôn nhà có hoa và quà lên chúc mừng đội dưỡng sinh An Lạc và đội văn nghệ. Tôi xin trân trọng giới thiệu kính mời ông, và xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Quang, thay mặt cho đội văn nghệ và câu lạc bộ dưỡng sinh An Lạc lên nhận hoa và quà của lãnh đạo thôn ạ. Xin kính mời ông. Đề nghị cho một tràng pháo tay ạ. Vâng, ban tổ chức xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Đình Khích và ông Nguyễn Đức Quang. Tiếp theo chương trình, hội người cao tuổi của thôn và khối đại đoàn kết dân tộc của thôn nhà đã sáng lập và rèn luyện câu lạc bộ dưỡng sinh An Lạc có ngày hôm nay rất là đông đảo. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Đình Năm, hội trưởng hội người cao tuổi của thôn, lên tặng hoa và quà. Và tôi xin thay mặt cho đội dưỡng sinh An Lạc để nhận hoa và quà của ông. Đề nghị nổ một tràng pháo tay ạ. Và cho các thành viên câu lạc bộ dưỡng sinh An Lạc, đội văn nghệ thôn Đồng Mỹ xin trân trọng cảm ơn tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo thôn và của người cao tuổi trong thôn đã có hoa và quà để tặng chúng tôi nhân ngày giao lưu.
văn hóa Văn Nghệ và đội Văn Nghệ cũng như câu lạc bộ Dưỡng Sinh luôn luôn ghi nhận và tiếp thu cũng như là tất cả những ý kiến đóng góp chân tình của toàn thể bà con nhân dân đã động viên cổ vũ chúng tôi kể cả về vật chất và tinh thần từ trước đến nay, và chúng tôi xin tiếp tục là mong sự hưởng ứng giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho câu lạc bộ Dưỡng Sinh An Lạc và đội Văn Nghệ để đưa phong trào văn hóa văn nghệ của thôn nhà đi lên cho làng xóm vui tươi lành mạnh. Và một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn tất cả các vị lãnh đạo của thôn và nhân dân trong thôn. Sau đây là chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, xin phép được bắt đầu. Tôi xin trân trọng giới thiệu người dẫn chương trình buổi giao lưu đêm nay, đó là MC Thanh Vân. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay, xin trân trọng cảm ơn. Xin kính mời bà MC Thanh Vân. Cho phép tôi Thanh Vân gửi lời chào và chúc sức khỏe tới các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con cô bác anh chị thôn nhà và tất cả các anh chị em diễn viên đội văn nghệ, các vũ công của đội câu lạc bộ An Lạc Dưỡng Sinh luôn luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và thành đạt, cùng nhau xây dựng nông thôn mới và đẩy lùi Covid ra khỏi Việt Nam. Vừa rồi là bà Thắm đã giới thiệu các vị đại biểu khách quý rất yêu ái đến đội văn nghệ của chúng tôi và câu lạc bộ Dưỡng Sinh có rất nhiều hoa và quà, nhưng còn một số là chuyển phát của công ty Viettel chậm quá, đi giờ mới về đến đây. Tôi xin trân trọng giới thiệu một số gia đình rất yêu ái đến đội văn nghệ và đội câu lạc bộ Dưỡng Sinh của chúng tôi của thôn nhà là đã gửi hoa và quà rất nhiều đến để tặng. Thứ nhất là chúc mừng 47 năm ngày giải phóng đất nước và ngày 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động. Ban tổ chức rất hân hạnh và cảm ơn sự nhiệt huyết và ủng hộ nhiệt tình không những về tinh thần và vật chất đêm giao lưu văn nghệ hôm nay của hai đội Dưỡng Sinh và câu lạc bộ đội văn nghệ. Thứ nhất là gia đình anh chị Tùng Huyền, thứ hai chị Nhung Năng, thứ ba gia đình anh Huy Thảo và thứ tư là gia đình ông bà Dương Huynh. Trong đàn này là có nói nhỏ với tôi là thôi để đại diện bà Dương Huynh lên trao quà. Tôi xin kính mời bà Dương Huynh lên trao quà cho đội văn nghệ. Và tôi cũng xin trân trọng kính mời bà Thắm trở lại sân khấu nhận hoa và quà của bốn gia đình vừa rồi tôi đọc ạ. Xin một tràng vỗ tay cổ vũ thật lớn để cổ vũ động viên khích lệ cho tất cả các gia đình đã ủng hộ và chúng tôi về tinh thần và vật chất trong đêm giao lưu hôm nay. Xin cảm ơn tất cả bốn gia đình. Chúc bốn gia đình ông bà mạnh khỏe, luôn luôn hạnh phúc và bình an, buôn may bán thuận. Với đêm giao lưu hôm nay có rất nhiều tiết mục đặc sắc, không những hát chèo, hát đơn ca, hát dân ca, và trong đó có rất nhiều điệu nhảy cha cha rồi dân vũ của đội Dưỡng Sinh thôn nhà, những điệu khiêu vũ thật là mềm mại, thật là uyển chuyển, nhưng có rất nhiều cái khỏe khoắn trong cái khiêu vũ, trong những cái động tác khiêu vũ của đội Dưỡng Sinh và đội văn nghệ của chúng ta. Cho phép tôi được mở đầu đêm giao lưu hôm nay với tiết mục đầu tiên, đó là bài hát chèo có tựa đề Đồng Mỹ Quê Mình, soạn lời Minh Thành và giọng ca Minh Thành thể hiện luôn bài sáng tác.
cùng tốt múa đội văn nghệ thể hiện. Xin một tràng vỗ tay cổ vũ.